Xin chào các bạn nhé. Thưa các bạn, loa Anpin đường kính 30 cm, dòng loa mới tinh, gồm có 4 cuộn coil, mỗi cuộn 2 ohm. Tổng công suất của chiếc loa này là 200W. Đây là loa Anpin OEM tại Việt Nam, và chiếc loa này được sản xuất để sử dụng chuyên dụng cho độ trên xe Jeep Wrangler. Và chiếc loa này thì thưa với các bạn rằng là ở trên thị trường eBay quốc tế đang bán hàng mới giá là tính ra là 5.300.000 một chiếc, chưa bao gồm phí vận chuyển về Việt Nam. Tôi cũng có mua được một ít cái loa này để sử dụng vào cái mục đích là làm loa súp cho những các cái đôi loa nghe nhạc cũng như hát karaoke, vì cái chất lượng của chiếc loa này rất là cao, âm thanh rất là mạnh, và đặc biệt là từ neo đi hum màng rất là đẹp và được bảo vệ trên một cái e-căng thép như thế này. Thưa các bạn, hiện nay giá thế giới nếu mà mang về Việt Nam bán cái này thì người Việt Nam mua cả phí vận chuyển nó vào khoảng độ 6.500.000. Tuy nhiên thì Khang Audio cũng muốn làm cái gửi video này đến các bạn, để bạn nào có muốn mua cái đôi loa này về để làm những cái loa súp âm thanh chất lượng cao, thì cái đôi loa này hiện nay cái chiếc loa này hiện nay Khang Audio đang bán với giá là 2.800.000. Bạn nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với chúng tôi sẽ bán cái chiếc loa này cho các bạn để các bạn sử dụng độ, có thể sử dụng độ trên ô tô, hoặc là có thể các bạn sử dụng độ để làm những phối ghép với những các cái loa chung, loa chép để tạo ra những cái thùng loa có chất lượng âm thanh cao nhất. Cái hãng Anpin này là cái hãng rất là nổi tiếng các bạn nhé, có lịch sử từ năm 1967, và hiện nay hãng này là chuyên làm cho dòng loa để độ ô tô, và đây cũng là cái loa có chất lượng cao, cho nên là chúng tôi mua về để sử dụng, ứng dụng nó làm để nghe nhạc hoặc là hát karaoke thì nó chất lừ luôn. Bạn nào mà có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi nhé. Một chiếc loa này chúng tôi bán với giá là 2.800.000 và không bao gồm phí vận chuyển. Các bạn mua về thì trong này nó có 4 cuộn dây, mỗi cuộn 2 ohm. Các bạn đấu nối tiếp để trở thành 48 ohm để dùng cho cái ứng dụng làm loa súp hoặc là làm loa bass cho những các cái thùng loa thì rất là hay rồi. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi nhé. Chúng tôi có mấy cặp cũng dư không dùng đến, thì mời các bạn quan tâm và theo dõi mua ở đây.